Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn món ăn rất là ngon, đó là món chân gà ngâm mắm. Nguyên liệu mà các bạn cần phải chuẩn bị gồm có 10 cái chân gà và các gia vị như là sả, ớt, tỏi, lá chanh, quất. Và bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nhé. Trước hết thì chúng ta sẽ sơ chế chân gà trước nha. Chân gà thì các bạn chặt làm đôi như thế này, sau đó thì các bạn sẽ cho vào nồi để luộc, cho thêm sả và gừng vào luộc cùng để giảm bớt mùi tanh trong chân gà nha. Và khi nồi nước luộc chân gà của chúng ta sôi thì các bạn đun thêm khoảng 10 phút nữa thì chân gà sẽ chín. Sau đó thì các bạn sẽ tắt bếp và vớt gà vào tô nước lạnh để chân gà săn lại, ăn sẽ ngon hơn các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ nấu nước mắm để ngâm chân gà nha. Thì các bạn sẽ sử dụng 1 bát con mắm, 3 bát nước lọc và 2 thìa đường, đun sôi. Hỗn hợp này lên thì các bạn sẽ tắt bếp, sau đó để nguội thì chúng ta mới ngâm gà nha. Sau khi mà nước mắm đã nguội rồi thì các bạn bắt đầu cho sả, tỏi, lá chanh, ớt, gừng và quất. Sau đó chúng ta sẽ đổ nước mắm để ngập chân gà. Và nhớ nha, cái này các bạn phải ngâm trong vòng 12 tiếng thì chúng ta sẽ có món chân gà ngâm mắm rất là ngon rồi. Và chúc các bạn sẽ làm thành công món này nha. Cực kỳ đơn giản đúng không các bạn? Nếu thấy thích video này hãy like và chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.